Hello, chào mừng các bạn trở lại với Liên Quân Mobile Việt. Trong đi mình sẽ chơi chú cáo siêu thanh Fennik, một vị tướng có thể nói là ăn rừng siêu nhanh, ăn rồng siêu nhanh, phá trụ siêu nhanh và ăn kinh công cũng siêu nhanh nốt em ơi. Và tại sao nó siêu nhanh thì tất nhiên là sức mạnh của chiêu 1 kíp nổ nó quá bá đạo. Kết hợp với chiêu cuối nữa thì ăn mục tiêu lớn siêu nhanh, phá trụ siêu nhanh em ơi. Đặc biệt chiêu cuối có thể tích được nội tại kíp nổ nữa. Và thực sự thì ném chiêu 1 cho ném chiêu cuối cái thì nát trụ thì bạn rồi. Đó. Hiện tại thì mùa 7 và cáo siêu thanh chơi như nào, lên đồ như nào, bảng học làm sao thì các bạn cùng theo dõi nhá, để phát huy tối đa sức mạnh về cái điểm mạnh của cáo siêu thanh phá trụ. Đó, bây chúng ta sẽ là phá trụ. Chính như vậy thì trang bị các bạn lên như sau. Đầu tiên là các bạn sẽ lên cái kiếm truy hồ này. Đó, hồi chiều rất là nhanh. Như vậy là đủ hồi chiều cho các bạn rồi, không cần nên những món đồ hồi chiều tiếp theo nữa. Tiếp đó là một cái giày du mục. Rồi mình sẽ lên cái thương xuyên phá để phá trụ nhanh hơn. Tiếp theo là hai đồ chí mạng, nó thánh kiếm và song đao bảo táp. Đồ cuối cùng thì các bạn có thể lên đồ thủ giáp hộ mệnh cho cáo siêu thanh. Ok. Đó, trang bị cáo siêu thanh như vậy thôi. Nhưng mà trận đấu này team bạn nhiều khống chế thì mình có thể thay đổi chút về cái món giày như vậy. Kéo rất hay từ béo crack. Ở trận này đánh rất nhiều bạn đánh crack tốt, kéo rất chuẩn. Có thể đó là sau khi gác tăng sức mạnh thì người nhà chơi mình béo rồi. Đấy, kéo thế này thì bạn chạy làm sao? Ném chiêu cuối này. Ôi, nổ đam không chết. Timmy cũng chạy được. Thế này, có quay tay không? Đúng rồi. Kéo rất tốt anh em ơi. Đây là biết mình béo mà mình thấy ba quả kéo phát lao chuẩn phát đấy. Ba quả kéo mang lại 3 mạng của team. Rồi, và đánh cáo siêu thanh thì chúng ta phải ăn rồng thật sớm nha anh em ơi. Có rồng cái ra là chúng ta phải ăn luôn. Đó. Ok. Rồi sau khi mình đi farm bùa xanh xong mình tiếp tục lại đi đẩy trụ. Nó chính tịch phải đẩy trụ thật nhiều. Đấy, các bạn chơi cáo siêu thanh cùng đồng bọn thì sẽ càng tuyệt vời hơn. Và khi các bạn có những người bảo kê các bạn phá trụ thì phá trụ rất dễ. Gần 2 người hoặc 3 người đẩy một đường, nó là cái tốc độ đẩy trụ siêu nhanh rồi. Còn bảng ngọc cho cáo siêu thanh khi dùng trang bị kiểu này thì các bạn dùng như sau. Bảng đỏ sẽ là tỷ lệ tốc đánh và tỷ lệ 9 mạng. Bảng ngọc tím các bạn sẽ sử dụng bảng ngọc mà hút máu. Bảng lục các bạn sẽ sử dụng bảng ngọc công lý và xuyên giáp nha. Thực ra khi sử dụng chiêu 1 kiếp nổ thì cáo siêu thanh cũng có rất nhiều tốc đánh rồi em ơi. Đó, trận đấu này mình có thể lên được giày kim cương. Rồi đem chiêu cuối cái xi chết chắc. Lôi xíu bạn ơi, hết máu rồi. Đã lính và hết cả máu. Không đẩy trụ được rồi. Đợi tí ăn con rơi đã. Ăn rơi đẩy trụ đốt này. Phá trụ siêu nhanh rồi. Chỉ cái kíp nổ cái này. Đó. Thế là xong cái trụ thôi anh em ơi. Ây. Giờ cớt vừa ra đúng ngay cái kíp nổ nó đổ và sấp mặt. Anh em chú ý kíp nổ nó nổ nan nhá. Nên chớ dại mà đứng gần cái kíp nổ. Cờ DC này. Rồi. Mưa sao băng rất tốn và có cả Timmy nữa. Ôi, tí mình lên bảng điểm số rồi. Và thi đấu hơi mạo hiểm. Chúng ta không nên vội dùng chiêu 2 quá sớm nhá. Của đấy là mình hơi gà rồi. Tí là chết. Rất may. Nhưng mà đánh hay không còn đánh hên. Bắt buộc trận đấu này phải lên giày kinh cường khi mà khống chế quá nhiều. Bình thường thì anh em team bạn khống chế ít thì nên giày du mục nha. Và có bảo kê tốt thì các bạn lên giày du mục. Trận đấu này bảo kê thì cũng không có đâu, mình phải tự đi tìm bảo kê thôi. Ở rồng tầm 2 này. Ăn rồng tầm 2 rồi xuống dưới đẩy trụ. Nói chung là chúng ta phải đẩy trụ thật sớm và thật nhanh với sức mạnh của cáo siêu thanh đầu game. Ở trong đấu giải Liên Quân Mobile quốc tế giải đấu tại Los Angeles AWC 2018 thì các bạn thấy sức mạnh của cáo siêu thanh trong tay người Trung Quốc rồi. Họ đẩy trụ siêu nhanh, đẩy chiến thuật rất là hay. Ôi, choáng liên tục, thôi về bạn ơi. Ôi, thôi sờ cớt đến thì mình chắc chết rồi. Anh em ở mid farm nhiều thế. Đấy, xong cái xù phải bị cái team bạn ganh sớp mặt. Tất nhiên khi bạn thấy sức mạnh của vị tướng Cáo Sư Thanh thì phải bắt Cáo Sư Thanh, không thì Cáo Sư Thanh đầy trụ rồi. Đây là cái điều chắc chắn. Khi em lên thương trên phá sớm thì khả năng đẩy trụ sẽ nhanh hơn. Đấy, bởi vì cái chỉ số xuyên giáp nó sẽ trừ cả giáp của trụ, còn cái chỉ số giảm giáp sẽ không trừ giáp của trụ nha. Rồi, rất hay. Ăn luôn này, cho chiều cuối vào, lượng ngục đến này. Đó. Đổ đàm chết luôn Thỏ Slim. Phá trụ này, bùm, thì là xong cái trụ ấy vậy. Tốc độ phá trụ nó quá là kinh khủng. Rồi, ấy, để cho mình ăn thì phá trụ rồi nhanh anh em ơi. Ok, chắc chắn là ăn kinh công rồi. Rồi, không cướp được bùa đỏ, một pha trừng trị rất hay của Slim. Tăng cho mình cái tanh đi, phải có người tanh thì mình ăn được kinh công chứ. Kinh công đập mình sát mặt. Ôi, kinh công nó cứ đập mình kìa. Hiện tại thì khi các bạn dùng chiêu 2 thì không thể chọn là mục tiêu. Nó rất tuyệt vời, Cáo một cái chiêu bảo mệnh tốt hơn, chính vậy Cáo sẽ mạnh hơn. Đấy, nếu các bạn nào thích cái chiến thuật đẩy trụ nhanh, ăn mục tiêu lớn nhanh, ăn kinh công nhanh, ăn rồng nhanh và ăn trụ nhanh thì hãy chơi Cáo nhá. Nếu có rủ đôi thêm đồng bạn thì các bạn có thể chơi vị tướng này tốt hơn. Trang bị các bạn theo dõi bên dưới các bạn hoặc mình thì nó đã nói rồi. Đấy. Đánh con này không khó đánh đâu, rất là dễ đánh. Búp kíp đổ vào trụ là bắn, búp con đổ vào tướng địch này bắn thôi. Ném chiêu cuối nữa, ném chiêu cuối chúng càng nhiều mục tiêu còn tốt. Chiêu cuối nó rất là khó chịu, sát thương rất nhiều và khả năng làm chậm rất là tốt. Thực ra thì khi đánh AD các bạn có những vị tướng bảo kê tốt hoặc là khống chế tốt từ đất thì rất tuyệt vời. Đấy, gấp nào được phát đấy. Còn tốc biến ultin combo thần thánh rất hay. Đó, quét sạch tim bạn luôn. Vẫn còn 2 người các bạn. Tưởng quét sạch mà con xe chết rồi, mình không phá trụ được. Ở đấy cũng ham đánh người. Thực ra là chiến thuật chuẩn của chúng ta đó là phải dí chiêu một phá trụ và bắn trụ thôi. Khi team có Cáo Sư Thanh đi rừng thì chắc chắn các bạn sẽ được lợi rất nhiều, khi mà Cáo sẽ giúp các bạn có thật nhiều rồng và có kinh công. Đấy, nên các bạn phải hỗ trợ Cáo làm những việc này nhé. Và như vậy thì team sẽ khỏe đều hơn và sẽ tỷ lệ chiến thắng cao hơn, chứ đừng bỏ bê để Cáo đi một mình. Và các bạn đánh Cáo thì cũng nên đừng quá mảm ham mạng. Mục tiêu của các bạn đó là trụ và mục tiêu lớn. Ôi. Đấu mạng liên tục của anh em ơi. Các bạn hoàn toàn có thể dùng chiêu 2 để né kỹ năng của tướng địch cũng rất tốt đấy. Né sát thương của này kỹ năng. Nhất là những kỹ năng đơn mục tiêu, các bạn có thể dùng chiêu 2 để rất là dễ dàng. Ok, đắt nhà luôn này. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay, ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được mobile tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo, huấn luyện viên eSports. là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.